Đấy, bây giờ cũng đã đến rồi. Đấy, các ông bà, các chú anh chị ạ. Đấy, lúc nãy thì cháu mình đi đón em Tủa. Thì em Nô là đòi đi theo ấy, nên là hai anh em là đi đón được em Tủa về đến đây rồi. Do là có đường xấu quá, không chia sẻ được. Em về đến đây thì mới bắt đầu chia sẻ. Đang ngồi trên xe này các bác ạ. Đấy, cẩn thận nhé. Cẩn thận. Đi lại ngã. Em Tủa có vui không? Ừ. Tủa có nhớ anh Bình không? Nhớ. Thế bây giờ Tủa xin chào các ông bà nào. Chào các bà. Đấy, đúng rồi, bây giờ là anh sẽ xuống xe trước nhá. Cứ ngồi in đi, ngồi in. Để anh xuống xe anh bé nhá. Bé này cứ bán theo anh phải đi đón Tủa thôi. Được rồi, ba anh em đi xuống nhà đi. Ba anh em này lâu quá không gặp hai anh em Tủa Nô. Đấy. Đấy, bây giờ là Tủa đứng im nhá, đi im. Bây giờ là sẽ chào lại nhá. Lúc nãy là đang ngồi trên xe rồi, bây giờ mình đứng im mình chào lại cho lịch sự nhá. Rồi, Tủa chào các ông bà nào. Đấy, rất là ngoan luôn. Đấy, còn em bé đại ca này thì bye bye nào, bye bye. Xin chào. Đấy, đúng rồi. Rồi, ba anh em đi xuống nhà đi nha. Tủa ơi, hôm nay là anh vào là anh có mua được quà, mua được một con gà, với lại mua được quả. Đấy, để ở dưới nhà rồi nhá. Xong rồi đi ăn cơm nhá. Đưa em bé về đi. Đấy, công bà, công chú, anh chị ạ. Đấy, rất là vui. Đấy, cuối cùng là cũng đã đón được Tủa về rồi. Đấy, Tủa là cũng đi học. Nô với cháu mình đi đón là đón được một dọc đường về. Cũng đã về được một đoạn đường rồi. Đấy, nhưng mà cũng đón về rồi thì Tủa đến mệt. Còn không là Tủa về đến nhà rất là mệt. Phải đi bộ 2 tiếng. Cẩn thận em bé ngã, cần tay em bé đi Tủa ơi. Không cho chạy như thế nhá. Đường dốc lắm sợ ngã. Ngã là thôi luôn đấy. Em bé này, ôi em bé này, anh sợ lắm. Tủa ơi, cầm tay chắc đi, mình không cho chạy đâu. Chạy là ngã là đau lắm ấy, Tủa biết không? Ừ, để anh bé này, em bé này. Bé nào, không cho đi như thế đâu, đường nó dốc xong là chạy ngã gây gian thì sao, phải không? Ừ. Đấy, Tủa về rồi. Tủa vui không? Cứ cười nào. Vui là phải cười nhá, còn vui mà buồn buồn thì không ấy. Đấy, thời gian này anh không ở đây thì Tủa có khỏe không? Khỏe. Khỏe à? Đấy, bây giờ lớn rồi đấy. Đi học có ngoan không ấy? Ngoan. Đấy, đi học rất là ngoan. Đấy, em bé Nô này mút tay rồi bẩn ú. Bé. Em bé này theo chân quá các bác ạ. Lúc nào cháu mình đến đây đi về cứ bán theo, không muốn cho về hay sao? Bé. Đấy. Thế Tủa là để cả sách với lại sách vở là bên trường hết à Tủa? À, để trường hết rồi. Bây giờ về. Đi xuống nhà nhá. Xuống nhà. Anh em bye bye kìa. Xin chào kìa. Chào một lần nữa. Nô. Xin chào như Tủa, làm như Tủa. Bye bye. Xin chào. Ừ, Tủa dạy cho em bé. Đúng rồi. Làm như thế nhá. Đúng rồi. Anh em mình là phải học hỏi nhau nhá. Anh lớn tuổi hơn là anh dạy cái gì mà nên học là phải học. Biết chưa? Ừ. Đấy, công các bà là có thấy em Nô là hai thước video rồi. Đấy, thước video này thì công các bà cũng thấy em Tủa rồi. Đấy. Em Tủa cũng đi học về. Ôi. Em bé này. Để anh quay từ bên này sang. Đấy, đấy cho các ông bà thấy Tủa lâu lâu một chút. Họ rất là nhớ Tủa đấy, biết chưa? Ừ, các ông bà nhớ Tủa. Tủa có nhớ các ông bà không? Nhớ. Nhớ à? Nhớ cha không? Nhớ. Đấy. Nhớ anh Bình không? Nhớ. Có nhớ không? Nhớ. Ừ. Nhớ anh Bình này, nhớ cha này, nhớ không các bà? Đấy, ba anh em. Ba anh em mình lại yêu nhau nhá. Lại yêu nhau, thương nhau như xưa nhá, biết chưa? Anh có việc quá nên là anh chưa kịp thời vào thôi. Chứ anh không bao giờ bỏ rơi hai anh em, biết chưa? Ừ. Anh Bình. Ừ. Anh không bao giờ có cái suy nghĩ là sẽ bỏ rơi hai anh em đâu. Đấy, cho dù như nào thì anh cũng sẽ luôn đồng hành cùng với hai em. Khi nào hai em lớn một chút rồi thì lúc đấy hai em tự lập rồi thì lúc đấy thì anh không ra đây nhiều như bây giờ nữa nhá. Bây giờ thì sẽ vào đây yêu thương, giúp đỡ hai anh em, cũng là kết nối các bác ạ.
đấy, lá lành đùm lá rách. Ai thì cũng không muốn có cái cuộc sống như của em Tủa với em Nô đâu. Đấy, cũng do là hoàn cảnh là mẹ thì cũng bỏ đi lấy chồng rồi, bố thì cũng mất, nên là mẹ cũng bỏ rơi anh em. Này các bác thấy này, đấy, đằng sau này là ngôi nhà của hai anh em Tủa và Nô. Còn cháu Bình thì cũng chỉ là người anh của anh em thôi, một người anh để mà làm cây cầu giúp đỡ, kết nối yêu thương. Thì cũng được cha ở bên Mỹ rồi là các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước cũng có gửi tiền để mà mua thức ăn. Thì từ trước đến giờ cháu Bình cũng có mua, và bây giờ thì vẫn sẽ tiếp tục là dùng những cái số tiền còn lại của các cô chú là sẽ mua dần vào đây cho hai anh em Tủa và Nô. Đấy, thì các cô chú hãy theo dõi những thiết video sau này nữa nhé, để mà đồng hành cùng với kênh với Đá Hồng Cao để giúp đỡ cho anh em Tủa và Nô. Và trong khi đó thì cũng có rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng núi đá này nữa, vùng cao này nữa, nên là các bác hãy theo dõi để khi nào mà cháu Bình chia sẻ được những hoàn cảnh khó khăn thì các bác yêu thương giúp đỡ thì hãy liên hệ cho cháu Bình. Cháu Bình sẽ cùng các bác là chung tay để mà giúp đỡ, giúp đời giúp người. Đấy, mình cứu một người là còn hơn xây 7 tuổi thác các bác ạ. Đấy, Tủa đi học về cố gắng học tiếng phổ thông nhá Tủa nhá, để biết nhiều nhá. Đấy, bây giờ là sẽ chuẩn bị để mà anh em mình sẽ vào nhà rồi là nghỉ ngơi một chút nữa, rồi thì để Tủa đỡ mệt rồi là mình sẽ anh sẽ là thái thịt, thịt là thịt gà quay nhá. Với lại giò nữa và quả nữa cho Tủa với Nô là ăn no cả bà ông nữa, ăn no một bữa. Rồi là anh sẽ là chuẩn bị là anh lại đi về lại truyền tải cái thức video này. Máy nữa anh sắp xếp xong hết mọi thứ bên ngoài để xem đường như nào, rồi sẽ chuyển vật liệu và một số cát sỏi vào đây nữa, chứ gạch nữa, để mà mình làm cái nhà tám. Thật là mình sẽ làm một cái nhà bếp đằng sau này nhá. Biết chưa? Nhưng mà Tủa đi học, Tủa ngoan ngoan thì anh đến giúp đỡ thì anh mới có động lực nhé. Còn mà anh mà ở ra đây giúp đỡ anh em nhưng mà anh em mà không nghe lời anh là anh hơi buồn đấy, biết chưa? Đấy, Nô vừa ngủ dậy đấy. Ngủ dậy xong là đi đón Tủa luôn đấy nhờ. Đấy, đón Tủa xong là về đến nhà thì vui vui rồi. Đấy, lúc nãy là vừa dậy nên là ấy, đấy, đi vào nhà đi. Đấy, anh em Tủa nó vào nhà đi. Đấy, vào trong nhà. Đấy, Nô ơi, Nô ơi, vào nhà đi. Đấy, đây là nhà của anh em Tủa Nô. Đến nhà rồi nha. Đến nhà chuẩn bị nhá. Chuẩn bị để anh em sẽ đi bày cơm cho Tủa và Nô ăn. Anh ăn nữa nhá. Bây giờ là trưa rồi các bác. Đấy, Tủa đi học về là trưa. Đấy, cháu Bình cũng đã đi rửa tay về và cũng chuẩn bị để thấy thịt gà các bác. Đấy, Nô rất là hồng luôn. Nô nhỉ, ôm chân luôn à. Hai. Đây là con gà quay nhé các bác nhá. Gà quay này siêu ngon luôn. Đấy, rồi hai anh em vào đây cho các bác xem con gà một tí thôi. Em bé bỏ tay ra nhá, bỏ ra. Tủa đứng ở đây, đúng rồi, đứng ở đây thôi nhá. Đấy, cô được quay lên cho các bà nhá, biết chưa con. Chấp phải lên để hút nữa, khỏi đó. Thế để hút đi mà. Đấy, bây giờ anh sẽ thái cá nhá. Lâu lắm rồi không được ăn thịt gà Tủa nhỉ. Tủa với Nô thì cũng rất là may mắn các bác ạ. Rất là may mắn là được thứ nhất là biết cháu Bình, biết anh Bình ấy. Xong là thứ hai là cũng có duyên với tất cả các cô, các ông bà, các chú, cha. Rồi là giúp đỡ thì hai anh em cũng ngày hôm nay. Em bé đi xa nhá. Đấy, bé bé Tủa đưa Nô ra em để anh chặt gà mà ăn quả. Hết ở đây nhé.
thích ăn thịt gà que không? Lâu lắm rồi chưa được ăn nào tuổi. Anh Bình rất là nhiệt tổ bánh luôn đấy. Cái đấy chưa được ăn đâu. Quả đấy lúc này ăn rồi. Quả lúc này ăn rồi một tí đã. Ăn thịt tiếp đã. Còn thôi. Không được chiều nô nhé. Chiều nô là nô hư đấy. Mình ăn cái này trước đã, nô của. Tôi bảo là tôi bảo với nô là đợi anh làm cái này trước đã. Nô là đòi ăn quả các bác ạ. Em nô làm gì đấy? Em nô làm gì đấy? Đấy các bác ạ. Đấy. Sau thời gian thì cũng đã thấy xong thịt gà rồi. Các bác thấy thịt gà này rất là ngon luôn. Đấy, thịt gà quay các bác ạ. Đấy. Một tí cho mình ăn cơm thì sẽ mời các ông bà các bác ăn cơm cùng nhá tuổi nhá. Ừ. Anh thái xong cái này rồi ăn giòn đấy nhá. Ừ. Anh sẽ thái một nửa giòn nữa. Đấy. Đừng ngại nhá, tự nhiên nhá, biết chưa? Bé còn nhỏ thì không sao nhưng mà tuổi lớn rồi phải tự nhiên tự tin nói chuyện với anh. Rồi phải trao đổi với các ông bà nhá. Ừ. Thế bây giờ anh sẽ lấy một nửa giò này ra để nấu luôn nhé, để ăn luôn nhé. Giò này là giò chín này không cần nấu tuổi à? Tuổi biết chưa? Ừ. Giò chín này là mình không cần nấu rồi. Mình cứ thái ra là ăn thôi. Bởi vì anh mua lúc rất là nóng rồi nhé. Ừ. Nhưng mà giò này mà mình không ăn hết, ngày mai là mình phải từ tối nay thì ăn được, nhưng mà từ ngày mai là phải nấu rồi nhé. Đấy, anh chỉ làm một nửa thôi, mai là phải nấu rồi nhé. Để một nửa nhé, chỉ ăn một nửa thôi. Đấy. Các bác ạ, vẫn còn một nửa rất là to đấy, sẽ để nửa này để cho tủa nô ăn sáng. Mấy tủa làm gì không? Con làm gì à? Thế ở nhà trông em bé nhá. Rồi, hai em bé ra bên này, ra bên này. Đúng rồi. Nô hóng lắm ấy các bác ạ. Đây là giò mà siêu ngon luôn. Đây là giò ngày trước anh hay mua mình ăn mà nhà tủa nhà. Ngày trước anh mình mua nhiều lắm hết. Bây giờ anh mình vào đây anh mình sẽ mua hai anh em. Ăn gì thì anh mình sẽ sắp xếp sẽ mua dần dần cho anh em ăn nhé. Hiểu chưa? Ừ. Đấy hiểu chưa? Cực kỳ là nhiều đơn phải không? Đấy thế tuổi lấy cái bảng này đây xếp bảng lên đi. Xếp bảng lên xong mình ăn cơm. Anh nhờ tuổi làm cùng luôn nhé. Cho nó nhanh. Đây, tôi để đấy nhá. Để đây. Các bác ạ, đây là thịt sau một thời gian thì cháu Bình với lại em tuổi em nô thì cũng đã chuẩn bị xong bữa cơm rồi. Rất là cảm ơn cô Ẩn Danh ở dưới thành phố Hà Nội đã gửi phần quà cho em tuổi em nô. Đấy, cảm ơn cô rất là nhiều, cũng như cảm ơn tất cả các mạnh thường quân nữa đã luôn luôn ủng hộ và giúp đỡ hai anh em như là cháu Bình. Đấy, còn bây giờ thì cháu Bình với lại anh em sẽ ăn cơm. Tôi xin mời các bà với mời cha ăn cơm nào. Con xin mời các bà ăn cơm, con xin mời cha ăn cơm. Đúng rồi. Đấy. Xin mời nào con. Đấy, không nói rồi. Em bé này thôi kệ, chưa biết nói chuyện nên là cứ nói dần dần thôi các bác ạ. Bắt nói là không nói đâu, phải cho vui vẻ thì mới nói. Tuổi dậy cho thì vẫn không nói nhà tuổi nhỉ. Rồi tuổi với em nô ngồi vào đấy đi. Để anh để cái điện thoại ở đây đó. Anh quay anh em mình ăn cơm. Đúng rồi anh em ngồi vào nhá. Ngồi vào anh chuẩn bị vào nhé. Rồi ăn cơm nhá. Ăn cơm xong làm thịt với lại cái gì nhỉ, cái này là tên gì quên mất. Hôm nay mình nói mà cái giò anh cờ sắc quên. Thịt với giò có rất là nhiều, ông bà thì sang nhà do trong quá trình là hai anh em vừa mới về đang coi phim rất là vui vẻ nên là ông bà cũng đã sang nhà bên cạnh làm việc rồi, nhà ông bà đấy. Còn đây là nhà của hai anh em tổ Hà Nô.
một tí tối thì ông bà sẽ ra đây để ngủ cùng với hai anh em tổ ăn thôi. Cháu mình cũng xin mời tất cả các bà cùng với ba anh em. Còn là giò vẫn còn bên kia nhé. Thì cả đây rất là nhiều, ba anh em thì cũng chỉ ăn mỗi người một hai miếng thôi, không được bao nhiêu đâu. Anh em thì cứ ăn nhiều nhé. Xong là anh em mới ăn cơm xong thì ông bà về thì sẽ để lại cái phần bên kia cho ông bà ăn nhé. Biết chưa? Rồi anh ăn cơm nhé. Anh lấy cơm cho nồi tủa. Cơm thì hơi cứng rồi vì làm từ sáng nay rồi các bác. Này mày tủa nhá, mày nô này ăn khỏe vào nhá. Thịt nữa, thịt này, thịt nô này. Này anh lấy thịt của anh rồi ăn cơm nhé. Mời các bác, các ông bà, mời cha ăn cơm ạ. Ngon không thịt tủa? Ăn thịt ngon không? Ăn khỏe nhá. Ngon quá nhỉ. Quá là ngon luôn. Đấy các bác ạ, à, các ông bà ạ, thấy anh em ăn cơm ngon miệng như này thì cháu mình cũng rất là vui rồi. Rồi hôm nay thì có thịt gà, có giò, có cơm, ba anh em cùng nhau ăn. Đấy, do là cháu mình xúc động quá, cảm động quá, không thể ngồi được với anh em. Đấy, bác của cháu mình thì vẫn đang ở kia kìa. Đấy. Đấy, ăn 2-3 miếng nhưng mà xúc động quá do là rất là thương anh em, nhớ anh em. Nên phải chạy ra đây các bác ạ, không dám ở trong kia là xác gọi là nước mắt sắt rơi rồi các bác ạ, xúc động quá. Rồi là cháu mình cũng hiểu biết rồi, cảm động rồi. Còn như tuổi với nô thì cũng chỉ biết gọi là thương nhau thôi, chưa biết xúc động ấy, là chưa khóc. Cháu mình thì cũng gọi là buồn quá, gọi là vui quá. Đấy, vui buồn đấm lộn. Đấy, rất là xúc động luôn nên là phải chạy ra đây thôi. Không nước mắt rơi là nhiều khi cháu mình không muốn để cho các bác buồn. Đấy, chỉ nói sơ qua cho các bác hiểu thôi, không muốn cho các bác buồn. Tổ với nô ăn khỏe nhá. Ăn khỏe nhá nô nhá, ăn khỏe xong còn học tiếng Việt nhá. Không được nói tiếng địa phương nhiều, nói tiếng địa phương nhiều là chỉ ở địa phương này không đi xa được. Sau này lớn lên còn đi học còn phải học nhiều cái cơ. Bác cơ cháu mình vẫn ở đấy, sẽ ở đây một tí cho cái cảm xúc nó dịu nhẹ rồi thì mới đi ăn cơm được các bác ạ. Còn bây giờ cảm xúc nó đang dâng trào, rất là cảm động trước khi ba anh em lại ăn như ngày trước. Ngày trước ba anh em đều ăn cơm với nhau, bây giờ lại ăn cơm với nhau có một cái cảm giác nó rất là cảm động ấy các bác ạ. Thì cũng xin chúc các bác mà xem được cái thước video này của ba anh em thì chúc các bác là luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống và mọi thứ đều tốt đẹp như suy nghĩ và ý muốn. Nô ơi, đẹp trai ơi, ăn nhiều nhiều vào, tuổi ăn nhiều nhiều vào, ăn thịt đi, gắt thì ăn đi. Một con gà mà, thế một ao này luôn các bác ạ. Một ao to đùng, ấy gà thì toàn thịt nạc, thịt ngon thôi. Siêu ngon luôn. Giò chả thì chỉ làm một nửa thôi. Giò bên kia còn rất là nhiều luôn. Tổ với nô ăn cả tối nay, sáng mai một ngày nhé. Tổ gắt một miếng thịt cho nô nào. Tổ gắt thịt cho nô nào. Đấy đúng rồi. Gắt thịt cho nô nào. Đấy gắt thịt cho nô, đúng rồi. Yêu thương. Yêu thương em nhá, biết chưa Tổ ạ? Biết. Em còn nhỏ, em chưa biết gì nhiều đâu, phải thương em.
các ông bà cô chú anh chị ạ, sau một thời gian thì ông của cháu Tủa và cháu Nô ấy, em Tủa em Nô ấy thì cũng đã đến đây rồi, thì sẽ đến ở nhà trông coi hai anh em. Bye bye nhá, anh đi về nhá. Đúng rồi, em bé ngoan quá, bây giờ ngoan rồi nhá. Ấy Tủa ơi, bây giờ thì anh Bình sẽ đi về nhá. Số thức ăn còn lại ấy, thì sẽ tí bảo ông ăn cơm, là tí tối thì lại nấu xong lại ăn nhá. Đồ ăn tối sắn nữa, mai anh sắp xếp anh lại vào nhá. Tủa xin chào cha, chào các ông các bà nào. Chào cha, chào các bà. Đấy, rồi là anh đi về nhá. Ấy Tủa Nô này. Đấy, rất là ngoan luôn. Đấy, hai anh em. Ô, Tiến Anh à. Thì anh lên trên đường nhá. Ừ, được, ok, lên trên đường đi. Đấy. Cẩn thận nhá. Ông ơi, nhớ, thế nào? Quên mình nói ông, vội đi quá quên nói ông. Ông nhớ chơi xíu à, chất thanh hoa à, mình chơi bạn ông mà hả? Xin chào nhá. Chào ông nhá. Ăn chào ông nhá. Đấy, nói ông để tí ông ăn cơm sao. Tuổi Nô ơi, hai bé ơi, ở nhà ngoan ngoan nhá. Anh đi xong mai anh lại vào nhé. Rau. Có mấy ông say rượu đang ở dưới kia các bác ạ. Có mấy ông say rượu đang đi đâu về, đang cãi nhau tưng bừng ở dưới đường kia. Rất là ồn luôn. Bé Nô ơi, bé Tủa ơi. Đây. Đây. Thấy ba anh em chưa? Thế Tiến Anh xong là đừng có đi chơi nhá. Thì anh lên đường xong là về thì cứ về nhà trong nhà, hiểu chưa? Bây giờ Nô cứ nói tiếng địa phương thôi, phải dạy Nô nói tiếng tiếng Việt nhá. Ôi, cẩn thận ngã. Bây giờ hai bé Tiến Tiến Anh đến cổng rồi, không lên trên đường nữa, có xe. Em bé ơi, vào đây. Tối gọi em bé vào đây, không đi lên trên đường nữa. Có xe, vào đây. Vào đây anh Thương này. Vào đây, không đi lên đâu, đi lên đâu, về đây thôi. Đúng rồi. Đấy các bác ạ, bây giờ thì cũng khá là muộn rồi. Đấy, sẽ phải chia tay anh em Tủa và Nô rồi. Đấy, anh em bye bye nào, xin chào nào. Xin chào, đúng rồi, dậy Nô nhá, xin chào nhá. Đấy. Cái xuống dưới này. Các bác ạ, đây là con đường, cũng là cái cổng của anh em mà chúng mình có đây làm ấy. Thì bây giờ thì cũng có con đường rồi. Hai anh em đi về nhà nhé, hình như là trời sắp mưa rồi. Hãy để về nhà nhé. Về nhà nhé. Một lần nữa, em Tủa chào cha, chào các anh các bà nhé. Con xin chào cha. Đúng rồi. Hẹn ngày lạ đấy. Các ông bà trong những video tiếp theo. Đấy, xin chào. Đúng rồi, phải học nói nhé. Đấy, còn bây giờ đã đưa em Nô xong là về nhà đi. Cổng em đi, không em lại nhảy lại ngá đấy. Đấy, hai anh em đi về cẩn thận nhá. Rồi, bye bye nào, bé Nô. Bye bye. Ôi, thương quá, được rồi, đi về đi. Đi về nhá, hẹn gặp lại ngày mai nhá. Đấy, không được bỏ tay em ra thì em chạy em ngá nhá. Rồi, Tủa cứ đưa em về đi nhá. Em không cho em chạy nhá. Hai anh em đi về các bác ạ. Đó, hai anh em. Cảnh view khu vườn hai anh em rất là đẹp luôn. Các ông bà, các bác ạ. Đấy, hàng rào này. Tủa ơi. Đấy, rất là nhớ hai anh em luôn các bác ạ. Chắc là các bác cũng như cháu Bình rất là nhớ anh em Tủa và Nô. Còn bây giờ thì cháu Bình cũng xin phép đi về. Cháu Bình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các ông các bà, cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi những thức video của cháu Bình. Cháu Bình xin cảm ơn. Còn bây giờ thì cháu Bình xin phép kết video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các ông bà, cô chú anh chị. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào. Xin cảm ơn.